hai người một đàn ông một phụ nữ men theo dây cáp nhích từng tí một trên dây cáp. Một khi hụt chân thì sẽ rơi xuống từ độ cao 100 mét. Đúng lúc này dây cáp tự dưng đứt, cả hai bị văng ra ngoài. Ngay lúc ngàn cân treo sợi cáp đầu sắt của sợi cáp kẹt trong khe hở, họ mới giữ được một mạng. Cả hai men theo dây cáp tiếp tục bò lên trên. Tại sao hai người lại phải chơi trò chơi mạo hiểm với tính mạng đến như vậy? Mời các bạn cùng đón xem bộ phim Cài Bẫy để biết lý do nhé. Cô gái này mặc bộ đồ bó sát, uyển chuyển luồn qua những tia laser bên trên. Đừng hiểu nhầm, cô ấy không phải huấn luyện yoga mà là siêu trộm. Cô bịt kín đôi mắt dưới sự chỉ dẫn của đồng bọn qua một loạt các thao tác căng thẳng, cuối cùng cũng lấy được mặt nạ. Những gì chúng ta vừa thấy chỉ là màn luyện tập. Vài ngày sau bọn họ sẽ đi trộm chiếc mặt nạ trị giá 5 tỷ đô. Những tia tử ngoại ở xung quanh mặt nạ không nhìn thấy được, và bọn họ chỉ có 3 phút. Nếu hết thời gian, họ không trộm được mặt nạ mà còn phải đối mặt với án tù chung thân. Cô gái tên là Jin, vài ngày trước vẫn còn là một nhân viên của công ty bảo hiểm. Gần đây có một bức tranh trị giá 40 triệu đô bị trộm mất. Cấp trên bảo cô điều tra bọn trộm, dựa vào kinh nghiệm Jin đã nhắm đến một ông già. Bởi lẽ mỗi khi có những vụ trộm lớn là đều thấy bóng dáng của ông ta. Jin đã điều tra ông ta 5 năm nhưng vẫn chưa tìm được bằng chứng phạm tội của ông ta. Jin nghĩ ra một kế, có một chiếc mặt nạ trị giá 5 tỷ đô sắp được trưng bày, chắc chắn lão già Mark có hứng thú với nó. Được sự cho phép của cấp trên, Jin lái xe theo dõi ông ta. Ông ta bước vào một công ty, không bao lâu đã đi ra ngoài, không nhận thấy điều gì khác thường, Jin chỉ đành về tay không. Nhưng sau khi quay về khách sạn thì phát hiện đồ đạc của mình đã bị trộm mất. Giữa đêm Mark đột nhiên xuất hiện trong phòng cô. Chính Mark đã lấy trộm đồ đạc của cô, còn hỏi Jin tại sao theo dõi ông ta. Jin thong thả đáp, tôi nhắm trúng chiếc mặt nạ vàng kim muốn hợp tác với ông, tôi theo dõi ông là vì muốn xem thực lực của ông thế nào. Mark bán tín bán nghi cho cô một thử thách để cô thay mình đi trộm một chiếc bình hoa cổ. Jin đến tiệm đồ cổ vờ vịt nói muốn mua một chiếc bình, sau đó còn đưa cho ông chủ một tấm thẻ giả. Chủ tiệm vừa nhìn đã biết tấm thẻ là giả, rút con dao nhỏ ra kề lên cổ cô. Jin nhân lúc hắn không phòng bị, xoảng một cái phang bình hoa vào đầu anh ta. Sau khi Mark biết chuyện tức điên người, la cô một trận, nhưng Jin lại đắc ý lấy ra một cuộn phim ra. Lúc chiếc bình hoa bị đập nát, trong bình lòi ra cuộn phim khiến cô hiểu ra tất cả. Thứ có giá trị thực sự là nó chứ không phải bình hoa mà cuộn phim này. Đây chính là tấm bản đồ của viện bảo tàng, nơi cất giấu chiếc mặt nạ vàng kim, có nó mới có thể bắt đầu kế hoạch lấy cắp. Ngoài việc ngày nào cũng phải tập cách vượt qua tia laser, bọn họ còn phải tự chế bom mìn, tiếng nổ và diện tích oanh tạc của trái bom cần phải kiểm một cách chính xác. Trong những tháng ngày tập luyện, Mark dần dần mất cảnh giác. Jin còn nói bức tranh 40 triệu đô bị trộm mất vài ngày trước thật ra là do cô trộm, lúc lấy được tranh cô đã bỏ vào trong ống đựng, bỏ vào hộp bưu kiện gửi cho bên mua. Mark nghe xong càng thêm tin tưởng vào thực lực của Jin, hai người khoác lên mình bộ lễ phục trang trọng tham dự triển lãm mặt nạ. Cả hai đến trước mặt nạ tính toán vị trí, Mark giả vờ chỉnh váy vóc cho Jin, nhân cơ hội đặt máy định vị xuống dưới đất. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, cả hai người ngồi phao đến dưới gầm cầu, sau đó nhảy xuống nước cưa đứt song sắt dưới nước đến dưới viện bảo tàng. Dựa vào máy định vị nhanh chóng xác định được vị trí cụ thể của mặt nạ. Mark đặt bom tự chế, căn chỉnh thời gian, đợi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ thì kích hoạt nổ. Quả bom vừa hay làm nổ một lỗ nhỏ bằng tấm gạch. Mark bơm đầy túi khí đỡ lấy miếng đá, rồi dùng bơm đẩy lên thông với sàn nhà bên trên. Jin bò lên bên trên chuẩn bị cướp chiếc mặt nạ hoàng kim trị giá 5 tỷ đô đã vào tầm ngắm. Thông qua sự chỉ đạo từ xa của Mark, Jin từng bước một tránh được tia tử ngoại đến chỗ mặt nạ. Cô nhập dãy mật mã đã giải được từ trước. Tấm kính bảo vệ mở ra, cô rút dao găm tách mặt nạ đồng thời nhấn giữ máy cảm ứng trọng lực bên dưới. Sau khi bọc chiếc mặt nạ xong xuôi, cô lấy miếng kẹo cao su trong miệng ra chét lên trên máy cảm ứng. Nhưng bảo vệ trực ca đã nghe được tiếng động đang đi về phía bên này. May mà Jin kịp thời thoát thân. Khi bảo vệ nhìn thấy chiếc mặt nạ hoàng kim đã được thay thế bằng mặt nạ khỉ thì nhanh chóng kéo chuông cảnh báo. Lúc này Jin đã thoát được ra ngoài bằng đường ống. Ai ngờ cô vừa giao mặt nạ cho Mark, hắn ta liền nhấn đầu cô xuống nước. Hóa ra trước khi hành động, thông qua thiết bị nghe trộm, Mark nghe được Jin liên lạc với cấp trên muốn bắt Mark. Jin giải thích rằng đó chỉ là kế hoãn binh với cấp trên, và lại mục đích của cô không chỉ có chiếc mặt nạ 5 tỷ còn con này, mà là món hàng lớn trị giá cả 80 tỷ đô. Dưới sự mê hoặc của đồng tiền, Mark tạm thời tin tưởng cô. Cả hai cùng nhau đến Liêu Ninh. Phi vụ cướp lần này chính là ngân hàng với 86 tầng trong tòa tháp đôi này, nhưng muốn lên trên bắt buộc phải có hai điều kiện. Thứ nhất là lấy được võng mạc của chủ tịch. Mark tỏ ý không thành vấn đề. Lão cho người cố ý xịt một chất lỏng vào mắt chủ tịch. Ông ta bị thương sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra mắt. Nhân lúc điều trị sẽ sao chép võng mạc. Thứ hai, thẻ thông hành 86 tầng của ngân hàng. Cái này cần phải dùng mặt nạ hoàng kim để giao dịch mới có thể lấy được một cách suôn sẻ. Cuối cùng phải lợi dụng lỗ hổng của ngân hàng. Mỗi ngày ngân hàng cần đóng máy tính 30 giây để kiểm tra an ninh. Chỉ cần hack hệ thống vào thời điểm này là có thể lấy 80 tỷ đô từ trong ngân hàng. Mà thần không biết quỷ không hay. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ tinh vi, Mark giả trang thành phóng viên đang đi chụp hình săn tin ở chỗ lân cận, sau đó vạch kế hoạch cho vụ trộm. Dựa trên bản đồ kết cấu xung quanh của ngân hàng, bọn họ dự định hành động những ngày đầu năm mới. Trong quãng này, dần dà Jin đã mê mẩn sức quyến rũ riêng biệt của Mark. Đúng lúc này cấp trên tìm tới cô, bảo cô phối hợp với bên ngoài tóm Mark, nhưng Jin từ chối ngay tức khắc.
bởi lẽ hai người còn chưa bắt đầu hành động. Ngay cả chiếc mặt nạ chứng cứ duy nhất trước kia cũng bị đưa đi trao đổi với tên trùm mất rồi. Bây giờ bắt mắc rõ ràng còn chưa phải lúc. Ngày mừng năm mới đến, cả hai mặc lễ phục bước vào thang máy của tòa tháp đôi, ai ngờ bị cảnh sát trong phòng giám sát thấy rõ mồm một. Ngay lúc Jin không muốn bắt Mark thì người của công ty gọi điện báo cảnh sát, nhưng dường như lão đã liệu được mọi chuyện. Ông ta xem đồng hồ, vừa đúng 11 giờ 50 phút. Lão lập tức khởi động thiết bị, làm camera giám sát dừng lúc 11 giờ 50. Sau đó hai người trở lại thang máy, nhét thẻ thông hành lên tầng 86. Vừa mới bước vào hành lang, Jin lấy hai bình phun xương ra, tia laser trên mặt đất cũng hiện ra. Mark ôm cái eo nhỏ nhắn của Jin cùng tiến về phía trước, thành công vượt qua bẫy laser, đến trước mật mã. Jin lấy cây cọ quét một đường, dựa theo dấu vân tay hiện lên thành công mở được cửa chính của kho. Jin đeo kính giác mạc của chủ tịch lên, nhân lúc tổng bộ ngân hàng tắt máy 30 giây, Jin lấy máy tính ra cắm dây điện vào. Vào 10 giây cuối cùng chuyển được 80 tỷ đô vào tài khoản của mình. Cả hai phấn khích ôm chầm lấy nhau. Ai ngờ Jin bất cẩn rút nhầm dây cắm kích hoạt cảnh báo của ngân hàng, cửa sắt xung quanh thoát cái đóng chặt, cả hai bị nhốt ở bên trong, Mark đá chiếc ghế chặn cửa, cả hai chạy qua khe hở. Họ vừa vào thang máy, phụ trách phòng giám sát liền hạ lệnh đóng thang máy. Mark gắng sức mở cửa thang máy ra, kéo Jin chạy ra ngoài. Cảnh sát ở tòa đối diện phát hiện, bắn một quả bom khói về phía họ, cả hai chỉ có thể chạy ngược về, định rút lui bằng cầu thang bộ, nhưng cảnh sát bên dưới cũng đang chạy lên, hết cách cả hai lại chạy về hành lang. Lúc này Mark nảy ra một ý kiến hay, lão cố ý đập nát camera, cảnh sát thấy vậy lập tức hạ lệnh bao vây hết lối thoát hiểm ở phía nam. Mark liệu được suy đoán của cảnh sát, ông bảo Jin nín thở, cả hai chạy về hướng có khói độc. Quả nhiên phía cảnh sát mắc câu, bên màn khói độc không có người, hai người băng qua tầng lầu khói độc đi đến cầu nối giữa hai tòa tháp. Chỉ cần qua được cầu nối đến cửa thông gió đối diện là có thể thoát hiểm. Nhưng trước đấy phải băng qua một hành lang lửng. Cả hai nhích từng tí một trên dây cáp. Một khi hụt chân thì sẽ rơi xuống từ độ cao 100 mét. Đúng lúc này dây cáp tự dưng đứt, cả hai bị văng ra ngoài. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đầu sắt của sợi cáp kẹt trong khe hở, họ mới giữ được một mạng. Cả hai men theo dây cáp tiếp tục bò lên trên, cuối cùng bò lên tới giữa cây cầu. Đột nhiên một chùm sáng chiếu tới là trực thăng của cảnh sát. Cả hai nhanh chóng chạy về phía cửa thông gió. Cảnh sát hạ lệnh phải bắt sống, nên không ai dám bóp cò, chỉ có thể đuổi theo. Đến ống thông gió, Mark lôi cái dù nhảy cỡ nhỏ ra quấn lên người Jin, bảo cô đi trước vì chiếc dù chỉ chịu được một người. Người trước nay cay nghiệt như lão lại cơ hội sống cho Jin, còn hẹn với cô 6 giờ sáng mai gặp nhau ở trạm xe. Trước lúc ly biệt, lão hôn lên đôi vai của Jin, sau đó đẩy cô nhảy xuống. 6 giờ sáng hôm sau, Jin khổ sở ngồi đợi một mình ở trạm xe, nhưng mãi không thấy bóng dáng Mark đâu. Ngay lúc cô đang dần tuyệt vọng, xuất quỷ nhập thần xuất hiện, cô phấn khích lao về phía lão, thế nhưng đằng sau lão còn có một người. Ông ta lấy giấy tờ tùy thân ra, là đội trưởng đội trinh thám. Jin bị bắt với tội danh trộm cắp số tiền lớn, Jin ngơ ngác hỏi Mark đây rốt cuộc là chuyện gì. Hóa ra 2 năm trước Mark bị cảnh sát bắt. Để tìm được chứng cứ về hành vi phạm tội của Jin, hai bên thỏa thuận với nhau để tóm được cô. Jin vô cùng tuyệt vọng, không phải vì bị bắt mà vì bị người mình yêu lừa gạt. Nhưng Mark ra hiệu cô xoay người lại, nhét một phong bì vào trong túi cô, bên trong có visa và tấm thẻ 20 tỷ đô. Một phút nữa sẽ có một chuyến tàu đi ngang qua, em khống chế anh, nhân cơ hội tẩu thoát. Ông không hề phản bội cô, bởi chỉ có cách này mới có thể giúp Jin thoát khỏi sự truy bắt. Jin rút súng khống chế Mark, thành công trốn lên xe. Cảnh sát vội vàng đuổi theo, nhưng cửa xe lửa đã đóng. Bọn họ chỉ đành đuổi đến trạm tiếp theo. Bấy giờ ở trạm chỉ còn lại thám tử và Mark. Mark lấy ra một con chip, bên trong có 20 triệu đô. Thám tử hiểu ý cầm lấy con chip rồi rời đi. Mark ngồi một mình ở trạm xe. Ông đã đưa hết tài sản của mình cho Jin. Bấy giờ ông không còn gì cả. Sau này sẽ sống như thế nào vẫn còn là ẩn số. Lúc này xe lửa lần nữa chạy qua. Jin lại xuất hiện trước mặt ông. Jin đã yêu Mark từ lâu. Ông mới là gia tài quý giá nhất của Jin. Hai người ôm chầm lấy nhau, cùng hứa hẹn đi đến châu Phi. Nơi đó chính là phi vụ tiếp theo của họ. Ở đó có thứ còn đáng giá hơn 80 tỷ đô. Phi vụ tiếp theo đó là gì? Nếu bạn tò mò thì hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.